Hôm nay Thảo sẽ chia sẻ cho các anh chị phân biệt giữa ý thức và tiềm thức. Ý thức là thế giới bên ngoài, tiềm thức là thế giới bên trong. Ý thức là 5 cái giác quan bên ngoài của các anh chị. Còn tiềm thức nó đơn giản là những cái giác quan bên trong ha anh chị ha. Mình hiểu nôm na như vậy là được đúng không ạ? Và từ từ là Thảo sẽ hướng dẫn cho các anh chị hiểu dần hơn. Mỗi ngày Thảo sẽ giúp các anh chị hiểu một chút được không ạ? Thảo lấy ví dụ nhé. Ví dụ như là bây giờ Thảo bảo các anh chị hãy nhắm mắt lại đi. Hình dung tưởng tượng là Thảo đang cầm một trái chanh và trái chanh này mọng nước, và Thảo sẽ lấy một cái con dao. Thảo sẽ cắt cái trái chanh này ra thành 4 miếng. Sau đó Thảo tách một miếng chanh ra. Thảo sẽ chấm muối ớt và Thảo sẽ bỏ vào miệng cho các anh chị cắn nhai. Khi mà các anh chị hình dung đến điều này thì bao nhiêu anh chị cảm nhận được cái vị chua của trái chanh ạ? Bao nhiêu anh chị cảm nhận được vị chua của trái chanh? Nhưng mà các anh chị công nhận rằng là đâu có trái chanh nào ở đây đâu. Nhưng mà tại sao các anh chị vẫn cảm nhận được vị chua? Vậy cái vị giác chua đó nó là giác quan ở bên trong của các anh chị. Mà bây giờ cũng đâu có trái chanh nào ở đây đâu. Nhưng mà tại sao và các anh chị vẫn nhìn thấy trái chanh? Thì cái đó người ta gọi là thị giác, cái giác quan thị giác ở bên trong của các anh chị. Nên là bản thân các anh chị nó không phải là có 5 giác quan mắt mũi miệng đâu ạ. Mà nó tới 10 giác quan lận. Nó sẽ có 5 giác quan ở bên trong nữa. Nên là người ta hay nói là mình có con mắt thứ 3 đúng không ạ? Con mắt thứ 3 đó chính là cái thị giác ở bên trong của các anh chị. Thảo có giúp cho các anh chị bên trong, các anh chị có sức mạnh chưa ạ? Bây giờ mình sẽ tìm hiểu về cái công dụng của nó nhé. Vậy thì ý thức nó có công dụng gì? Tiềm thức nó có công dụng gì? Làm như thế nào để mình vận dụng ý thức và tiềm thức để giúp cho các anh chị đạt được mục tiêu? Thì điều đầu tiên các anh chị phải nhớ, ý thức nó có một cái chức năng, đó chính là lựa chọn và ra quyết định. Và cái quyền năng lớn nhất của con người đó chính là cái quyền được ra quyết định và được lựa chọn. Các anh chị được lựa chọn ngồi đây với Thảo hay là lựa chọn xem một cái video nào đó khác. Các anh chị được ra quyết định rằng là các anh chị đang có một cái cuộc sống. Anh chị được ra quyết định là mình vô Zoom hay là mình ra khỏi Zoom. Đúng không ạ? Đâu không ai ép các anh chị hết. Đó là quyền năng lớn nhất của con người, quyền được ra quyết định và được lựa chọn. Vậy thì tiềm thức của các anh chị nó có một cái chức năng khác, đó chính là cái chức năng đồng ý và cho thêm. Khi mà các anh chị lựa chọn rằng là tôi vào Zoom học để phát triển bản thân, thì tiềm thức của các anh chị nó sẽ đồng ý và cho thêm. Có nghĩa là nó sẽ giúp cho các anh chị không những vào được cái buổi Zoom ngày hôm nay, không những học để phát triển bản thân, mà nó sẽ giúp cho các anh chị hậu thuẫn cho các anh chị được học trọn vẹn hết cái buổi Zoom và hiểu được cái thứ cần hiểu nữa. Cái đó người ta gọi là đồng ý, và nó giúp thêm cho các anh chị, nó cho thêm nữa. Và khi các anh chị tập trung vào điều gì thì điều đó mở rộng. Các anh chị tập trung tìm kiếm cái sự thành công thì cái sự thành công của các anh chị nó sẽ mở rộng. Có phải là tự nhiên các anh chị gặp được video của Thảo không ạ? Phải có duyên lắm mới gặp được Thảo nha. Đúng không các anh chị ơi? Thảo với các anh chị rất là có duyên mới gặp được trong video ngày hôm nay, chứ không phải tự nhiên đâu ạ. Có phải là các anh chị đang yêu cầu một cái điều gì đó các anh chị mới đến được đây không ạ? Có phải là các anh chị đang muốn thành công hơn thì các anh chị mới đến được đây không? Có phải là các anh chị nào đang không muốn thành công thì các anh chị sẽ bị rớt ra khỏi video này và rớt ra khỏi buổi Zoom của Thảo không ạ? Vậy thì các anh chị đã hiểu cái lý do là tại sao đồng ý và cho thêm rồi ha. Thảo tin rằng là có những anh chị nào mà không có muốn thành công á thì anh chị sẽ không ở được đây đâu đúng không ạ? Các anh chị sẽ thấy rất là chán. Giờ Thảo có nói hay cỡ nào nó cũng sẽ không có vô được cái não của các anh chị đâu. Các anh chị không có đưa ra quyết định. Nhưng mà khi các anh chị đưa ra quyết định là tôi vào Zoom học, vào video nghe để tôi có thể phát triển được bản thân, để tôi có thể nhận ra được bài học nào đó, để tôi có thể chinh phục được mục tiêu của mình, để tôi có được một cuộc sống tốt hơn, tôi cải thiện về sức khỏe của mình, tôi cải thiện về mối quan hệ, tôi cải thiện về cái công việc kinh doanh của tôi, gia tăng lợi nhuận tốt hơn, thì các anh chị mới ở đây được. Hãy follow kênh của Thảo để nhận thêm nhiều bí kíp nữa nhé. Chúc các anh chị thành công.